Still alive. Still alive. Oh, do we stay up at night? I do we not know? Oh, do we go back now? Nào bắt mình số công nhỉ? Nhìn hắn nhầm lùn nhầm giá số công. Ô anh ơi. Bố mình hay chỉ hỏi đó chú Hùng nó cắm quần yêu. Hỏi như ông chủ kia lưu đến giảm dân chú Hùng nên bé cho ông ở cho cả dân sông cặp như vậy. À. Chú Hùng dặn cho em ta dân dẫn lại cả chú Hùng. À. Tôm nào ca chú Hùng dần chú mới béo đó. Đó Hoàng ạ, cứ mình chú Hùng nhớ béo ạ, cho hỏi chú Hùng là tình ạ. Đó. Cái gì lọ như hỏi riêu chú Hùng là tính buôn đã cá chú Hùng mình chú Hùng hết cá đó này đó đó chú hỏi cho cái gì hỏi tịch nhà ông nó già cái tịch nhà ông thằng đó gì á đúng cái gì lọ cá chú Hùng mình cái gì ạ dạ cái gì là cho hỏi cho riêu chú Hùng đảng tính nhá. Đó, chưa đó. Dạ, cái gì đó mẹ ạ.
Vào nhà đi cháu, tối rồi đấy, để chú vào bờ điện nè. Bờ điện tối lắm rồi. Đi vào nhà đi cháu. Để đồ đây xong là đi rửa chân tay đi, xong đi tắm rửa đi. Đi, nó đi rửa chân tay xong là tắm rửa đi để chú nấu cơm xong rồi ăn cơm nhé. Để cháu hội chú rửa bát trước đã. Ừ, thế hội chú rửa bát trước nhá. Chú mấy hôm nay không có thời gian đi rửa. Tắm xong rồi chú ạ. À tắm xong rồi à? Chú tắm đi. Ừ thế rồi chú đi xong rồi chú tắm xong ăn cơm nhé. Chú ơi, biết thằng chú không cháu chú không giáo xin hả? Ừ, nó thằng chú mắng lại lại. Thế buổi đây thằng chú tắt gà à? Chú về hang à? Chú nhà bà ạ, chú phêu hả? Anh nhà phêu nè. Ờ, chú dọn đi nhà. Ờ, chú hút bia đây. Vâng anh cứ bị hoa suối đây này. Chú gấp cành à? Vâng. Vâng anh hay ngủ giáo mình. Thôi vâng anh tìm giờ ông hỏi và anh tìm đi cho cầm cho. Ờ, ông đã nói. Thôi chú hướng nhầm kéo và anh bị rửa sơn vấn. Vâng ông lưu ông như vật anh nhầm đang. Ông đã đã chủ vật anh. Anh chưa chú Hùng là hỏi ếm của chú Hùng vấn. Và anh tìm gì ông ấy tài bó và anh mình. Ờ à. Vừa hỏi vừa ông chủ như vật anh kéo mình ra chú Hùng lo chia hỏi lõm của anh.
Vâng, anh mình chắc có dân cái gì à? Ông thấy phải tính như là chúa. Ờ. Cái xưa phải tính sức kinh nhà nói như thế. Ờ. Vâng, vâng anh nhờ rồi nói chú Hùng. Như ông có buôn rồi cái chú Hùng buôn ca tha ta mình. Ờ. Vâng, anh hít xưa hãy và anh mình nói nhìn nhàn. Bọn chú Hùng dán chơi và anh tài dưỡng với cái chú Hùng. Ờ. Đưa chú Hùng có lẽ vâng anh các ông và các bà của dưỡng nhà như chú Hùng cho công dưỡng như chú với mì hoa lò và này nóng quẩn. Nếu chú mình lo cả đi ăn trường có thể khoảng gần đây như bạn thì có học kiểu gần đây mình lớp có nóng quẩn gần đây mình trở sâu lắm rồi. Vân Anh nhận tôi kể chú Hùng làm đó do hỏi Vân Anh mình bẻ tóc cho mà. Nhớ ông đua gì có chân như sầu của mình ạ. À? Nhớ mà sầu của mình là sầu của mình. Ồ. Nó với mà cả chú Hùng mà nó ý định phải gọi Vân Anh kể chú Hùng dâm với tới chú Hùng phun Vân Anh dâm hoa chú Hùng đi ra trang trại lại với ôm bắt lóng quần ạ. Như là cô như Vân Anh ở chỗ phiền chú Hùng tham đâu. Vân Anh cứ dâm chú như trang trại với cái gì nào chú Hùng cần bảo vệ. Chú Hùng hít thì hai vai sức khỏe như cứ dâm tháo tạm bé tháo nếu đi buôn làm tính. Vân Anh cứ dâm không nhủ ngọt chú Hùng bé mai quá khứ gì mày cho lối buôn mua tham ở đây chú Hùng thì gọi cháu công lúng đi trộm lối á. Mấy chú Hùng nhiều ói xảy ra lại đó. Mấy chú Hùng trong thời gian này chú Hùng vút bệnh như chú Hùng phát hiện bệnh muộn rồi đó. Chú Hùng chóm tụ đi chú Hùng thì cháu hát lại đó. Chú về giờ mày hoàn cảnh tối tới Vân Anh thì chú giờ đu đàn cho Vân Anh ở mày tỏng cho Vân Anh cứ kiểu chú trong ăn. Bé chú không cho bố mẹ gì. Chú Hùng bây giờ mai bố mẹ chú Hùng ấm cái kịp báo hiếu bố mẹ ăn nhủng về như chú ngắm như bố chú Hùng như bố mẹ à. Ê, chú hít chú ra mà sức khỏe như Vân Anh cứ yên tâm hít, chú cần bảo vệ Vân Anh hít sáng tới Vân Anh đồng cố mặt cùng hoa đưa Vân Anh thì bảo vệ Vân Anh cùng hoa đó. Tôi yêu với đứng như ở nước giòn kia nước ghét gì ham như em cũng không. Rồi bữa nay cứ như này kiểu chú Hùng mưa hùng lọ chú Hùng đau nào chú Hùng nhắm mày hùng hòa nhắm mày hai tàu với bữa nay cứ thở chú Hùng như con nuôi. Bên anh cảm ơn chú Hùng và chú Hùng vui và anh yêu hai người tốt tốt ông vẫn và anh toa. Ừ. Ừ, con nói với tôi ạ, Vân Anh chuẩn bị có giò mát trong hoài riêu với chú Hùng tò Vân Anh nhìn ra báo cáo công an luôn. Cuối hạ à? Chú Hùng cũng tắt bóng luôn đấy, điều cho bóng luôn đấy.
cơm của mình tổ ăn. Nhất, có đâu, sao thì đúng dám có không? Mày đây, là xin tấm lại các bạn à? Mì, làm phút rồi, mì xếp, mì đây. Giờ có quý nhân nào, có quý nhân nào, có quý nhân. Vì, đây hỏi, có quý nhân tổ sông về xây tổ. Quý nhân tổ sông này, quý nhân tính, tần tính chứ tổ sông. Nhất quý nhân đang thở mà đây, em vừa tính chứ tài dương này, có người đã. Ông kia vẫn như ông đây. Ông kia vậy, chủ nghiệp giao ông kia là à? Tại tình hình thằng nào? Ông kia gì đó? Nói con Vân Anh kia gì đó? Vân Anh nghiệp giao chủ nghiệp sầu bùi à? Chủ nghiệp bùi này à? Nữa? Mình giao chủ nghiệp sầu bùi vu chủ bùi này. Đó, mình quấy chùm như cháu nhé. À, để cho cành quấy hết. Quấy cái cành này. Thằng anh bắt thì ảo ảnh, nếu ông ảo ảnh như thế à? Cho hoài chứ, toàn thì mình khóa liều cho má, thế mình nhắm làm cho má thua. Nhà cháu Vân Anh có đồng ý ở chú Hùng không? Có ạ.
Thế cái hoàn cảnh của cháu thì anh đến báo cáo chúng tôi thì cũng nắm sơ sơ rồi. Bây giờ thì anh nhận nuôi cháu thì chúng tôi phải làm cái bản cam kết để anh trình báo cho chúng tôi, như là tôi phải làm là để sau này có vấn đề chuyện gì xảy ra cháu, là anh nuôi cháu là cháu thì anh phải chịu trách nhiệm và vấn đề, đúng không? Vâng. Thế anh Hùng có đồng ý nuôi cháu không? Dạ vâng, em đồng ý ạ, vì em cũng ở một mình nên là để nuôi cháu xong thỉnh thoảng có bạn để vào nói chuyện. Ừ. Thế chú hỏi Vân Anh có chắc chắn muốn ở chú cùng không? Thế cháu Vân Anh này, anh Hùng này, hai người đồng ý rồi thì tôi làm cái bản cam kết nhá. Thì anh Hùng nuôi cháu Vân Anh nhá. Vâng. Đây, bản cam kết tôi viết xong rồi đây, này, tôi đọc cho hai người cùng nghe nhá, anh Hùng nhớ biết để cháu Vân Anh nhá, nếu nhất trí thì ký vào. Dạ vâng ạ. Đấy, anh Hùng với cháu Vân Anh xem là cái bản tôi viết xong rồi xem là có nhất trí đồng ý không, ký vào để thông qua. Vâng, em nhất trí ạ. Thế cháu Vân Anh có xem có nhất trí không? Cháu ký vào đây cho chú. Vâng, cháu đồng ý. Thế hai người đã nhất trí rồi thì về nhà có vấn đề chuyện gì xảy ra ấy thì qua lại chúng tôi để báo cáo thì chúng tôi biết phương hướng giải quyết. Dạ vâng ạ. Thế công việc nó cũng xong rồi thì hai người cứ về. Dạ vâng, có gì là báo cáo sau. Dạ vâng ạ. Vâng. Em xin cảm ơn hai em ạ. Em xin phép về đây. Anh em cháu đưa cháu về. Dạ vâng ạ. Thắng cái gì đấy, chú Hùng báo cáo đấy là mình công an có thể nhận tặng chú Hùng tòa hoa lưu tiếng đấy. Chú Hùng ơi, hải công rồi. Sốt nó phải là vậy. Anh như này nghỉ trước thì chú Hùng mình cho đi mà tôi vẫn chưa đi một vài không à? Đã có đăng rồi. Chúng cho vòng một hôm đấy.
đến hôm kia này. Tại cái gì? Còn được 3.000 nữa. Không được bao nhiêu đi. Không phải như em không thay lọt đấy. Hôm nay lọt. Chỉ lồng đấy. Nói chung cho xe đạp được đeo ăn ra thì chúng quên cái cảnh đó à. Vì ông như nhà này đấy. Anh ấy mệt cái cứ quấy à, chung cho xe đạp được ra là chung quấn cái cảnh nó ống như này này anh ấy.
Anh ơi, xin giảm chua lắm. Anh ấy, hai đứa đi toán nha. Hai đứa nó nhảy làm chua đấy. Chú ui à. Vậy anh hỏi tôi á, vậy anh là gì? Vâng, kể tôi. Nó gần anh hả? Anh nhảy tôi làm chú này. Anh cũng nhảy tôi đi. Nhảy tôi cùng nhau. Ấn nào với chú Hùng, to lo bị ăn cho nó mãi nhảy đấy. Vâng, nhảy, vâng anh. Lần đầu tiên tôi nhả nấm chui hốn nó chú Hùng Pun, chú Hùng Lống Hồ. Vâng, ai nghe nhả là tôi nhé. Khu hồ chú. Nó nhả điều mình đấy. Chú Hùng ra ngoài ạ, tàn chú Hùng này nhà. Đừng biết chú Hùng cướp cháu á, vẫn anh nhận tốt nhé. Ừ, nó là thằng Lưu viên, chua mình á. Mẹ hồn. Nhưng tầm anh hỏi lúng lúng không? Như giờ mình thật cô ngoài luôn. Chứ nghỉ lao vậy ạ. Chú không có là anh nhận bài nhá. Nhận bài nhá. Ừ. Nhà, em nói anh yêu nhận hết à? Nói xin mày vậy. Nhận à? Nói với Vân Anh thiêu đồ hầu như như mấy hôm kia bảo của dòm á à? Để dòm phải có lồng hết mà chú Hùng tập cái hoa lưu dâm luôn á à?
Vân Anh buổi nãy. Ồ, cái mấy tỏi của bố Piao, bố chung buổi nãy không à? Ờ, nó buổi nãy đấy, buổi chọn đấy.